Trải qua 8 tuần thi, các cặp thí sinh của Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca đã vượt qua rất nhiều thử thách để đem lại cho khán giả những màn hóa thân bùng nổ và đầy cảm xúc. Tuần này, sự đổi mới trong luật chơi của chương trình tiếp tục mang đến cho các cặp thí sinh một thử thách vô cùng khó khăn. Đó chính là chúng ta sẽ có sự hoán đổi giữa các thí sinh và huấn luyện viên. Chỉ với một tuần để làm quen cùng nhau và tập luyện, họ sẽ phải làm thế nào để hoàn thành tốt phần thi của mình? Còn mới đầu là Binz là em không chấp nhận nha. Không chấp nhận của một Binz bụng to mà môi chè như vậy là em không chấp nhận. Đau đầu với hai cái điểm số cuối cùng này đây. Và điểm 11 cuối cùng cũng đã được chú Nghĩa quyết định dành cho... Đón xem Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca, phát sóng vào lúc 21h15 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3.